Thảo xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay Thảo săn tối bằng cái tô này nha. Thì ở trong đây là bún, mề gà hảo nướng á, với lại không có dưa leo, đồ chua, rau, đồ hết rồi, đậu phộng luôn. Đó, tô này rất là bự nha. Ăn cái tô bự này cho nó dễ trộn cô chú ơi. Đó. Rồi bây giờ Thảo mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với Thảo nha. Đó, cái mì gà này hảo nướng nè, nhìn hấp dẫn dễ sợ chưa, siêu to khổng lồ nha. Rồi bây giờ Thảo sẽ chan nước mắm vô cái ăn nha. Thảo sẽ cho hết cái chén nước mắm này luôn. Nước mắm chua ngọt cho nên nó cũng không có, nó không có mặn. Rồi trộn lên. Thảo để trong cái tô bự này nè, cho nó dễ trộn, rộng rãi, cho nó thoải mái cô chú. Mà tô này cũng bự nha, siêu to khổng lồ luôn. Cái mề này Thảo nướng bằng nồi chiên không dầu nè, cái màu đẹp quá chừng luôn. Thảo ướp xả rồi tỏi rồi dầu hào, mật ong rồi đó. Nói chung là ngọt ngọt, mặn mặn, ngon lắm. Tại Thảo có thử rồi. Nhìn cái tô đổ. Rồi bữa tối của Thảo hôm nay đơn giản vậy thôi. Rồi Thảo mời cô chú anh chị và các bạn nha, ăn với Thảo. Đây cái tô nè, hấp dẫn chưa, màu sắc quá đẹp luôn nè cô chú ha. Đó, đẹp còn ngon thì chưa biết, mà chắc là cũng sẽ ngon thôi. Màu đẹp là biết ngon rồi. Mề không, dưa leo là hảo sắc. Đó, đẹp chưa, cà rốt luôn cũng đẹp luôn, đúng không? Món ăn mà dở mà nhìn nó đẹp là cũng ngon rồi. Hòa quyện đậm đà. Kêu ba đi con, kêu ba giùm mẹ đi. Giải quyết cho Gian, giờ mình sẽ tiếp tục ăn tiếp. Cái tô này rất là nhiều mề luôn cô chú, mề nhiều lắm, bình thiên luôn. Bữa ăn của Thảo bữa nay nhìn trang quẻn ha, có ăn tô rồi. Bữa nay Thảo ăn ăn tối
Gì cơ? Gì cơ? Bữa nay cái clip này của Thảo nó gián đoạn mấy lần luôn. Ăn con tô bún quay ba lần chưa xong. Nhai mấy cái mề này mỏi miệng luôn cô chú, dai. Cái chân gớt con. Bữa nay Thảo ăn hơi bị nhiều gà luôn. Một con gà nó có một cái mề. Thảo ăn một cái tô này quá trời mề luôn. Chắc bữa nay Thảo ăn mười mấy hai chục con. Tại cái mề gà này nó nhỏ nha cô chú, chứ không có bự. Nhỏ thôi à. Cái mì gà của con gà tây á rất là bự luôn. Con lấy gì nữa nhỉ? Lấy giống chị hai à? Còn salad. Salad với lại ấy không.
nhai thôi, mỗi miệng hết muốn nói luôn. Mình tập trung nhai thôi. Công nhận ăn tô bún mì gà này lâu thiệt, nhai lâu quá chú, tại mình phải nhai kỹ mới nuốt, chứ nếu mà ăn mấy món khác nó nhanh. Nhai đã miệng luôn. Còn miếng nè, lát nhai tiếp. Rồi bây giờ thì video của Thảo sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn cô chú đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bye bye.